nằm trên đỉnh đèo Đờ Ranh thuộc địa phận xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt ngày nay. Ga Trạm Hành từng là một nhà ga chính trên tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt xưa. Ga được xây dựng vào thập niên 1930, nằm bên một vách núi ở độ cao 1514m so với mực nước biển. Lúc mới được xây dựng, ga Trạm Hành là một nhà ga có quy mô khá lớn, được xây bằng đá, kiến trúc độc đáo với những đường cong mềm mại ở phần mái che. Các chuyến tàu đã đi qua ga Trạm Hành từ năm 1932 đến năm 1972 và cả một thời gian ngắn sau khi Đà Lạt được giải phóng năm 1975, trước khi chính thức ngừng hoạt động cùng tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt. Mời các bạn cùng chúng tôi tham quan ga Trạm Hành nhé. Đây sau cái nhà này nè, là có cái nhà ga Trạm Hành mà người ta bây giờ xây hết rồi, không còn gì nữa. Cho chú hỏi cái ga Trạm Hành nằm đâu coi hả? Ga Trạm Hành không biết. Dạ. Bây giờ người ta làm hết rồi chú hả? Dạ có được vô không chú? Dạ. À dạ dạ dạ, dạ chú. Dạ con cảm ơn nha chú. À, cái đường ray đường sắt thì ở đây còn. Dạ dạ. Ở đây là cái đường ray à? Dạ. Đi đâu đường nào con? Giờ đi đường nào á? Đi này có sao không? Ừ, chú cảm ơn nhé. Đi không? Đi không? Đây là cái nhà ga cũ. Người ta làm ấy hết rồi. Giờ hoang phế tương đối là hoang, bỏ hoang. Người dân người ta ở đây. Một trăm năm. À con, đây là cái nhà ga đó không con? Nhà ga này bên kia là cái gì nhỉ? Cái nhà bên kia là nhà ga hả con? Chú ra tham quan chút nhé. Tôi coi cái nhà ga cũ hồi xưa chứ mà. Nhà con ở đây à? Chú cảm ơn nhé. Người ta xây người ta bịt lại. Chúng ta tiếp tục hành trình nhé, hành trình đến địa điểm tiếp theo.